Mình xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh xây dựng của mình nha. Thì ngày hôm nay mình cùng với anh em tiến hành đổ cái giăng mái của ngôi nhà gạch lửng này. Để đây là anh em mình đổ giăng mái xong là hoàn tất phần thô nha. Chờ người ta lợp mái rồi anh em mình tiến hành hoàn thiện thôi. Thì ở đây thì mình đã cắm sẵn những cái sắt rấu như thế này để khi người ta lợp mái người ta có thể hàn sago vào nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành ghép ván rồi đổ đường giăng nha anh em. Thì cái giăng này mình đổ khoảng tầm 15 phân, cao tầm 15 phân nha. Mình bây giờ mình tiến hành làm nha anh em.